Thương hiệu Boneco là một thương hiệu mà máy lọc không khí và máy tạo độ ẩm tới từ Thụy Sĩ, đang có hơn 60 năm kinh nghiệm chuyên về các cái thiết bị mà làm sạch không khí thôi ạ, và đã được phân phối ở trên 40 các quốc gia khác nhau. Và tuy nhiên thì khi mà vào thị trường Việt Nam thì Boneco vẫn là một cái tên khá là mới, tại vì Boneco vào thị trường Việt Nam vào năm 2017, tuy nhiên thì cũng đã có một số lượng lớn các anh chị khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm rồi ạ. Và nếu như có bất cứ câu hỏi nào về sản phẩm cũng như là về thương hiệu thì các anh chị có thể comment dưới bài post này thì em sẽ giúp mọi người giải đáp những cái thắc mắc đấy nhá. Và như đây thì anh chị có thể thấy là những cái mẫu modem hot hit nhất của nhà em và được ưa chuộng nhất trong những năm qua. Thì bây giờ em cùng mời mọi người khám phá nhá. Hiện tại thì bên Boneco đang có 3 dòng sản phẩm chính, đó chính là thứ nhất là máy tạo ẩm, thứ hai đó chính là máy lọc không khí và thứ ba đó chính là máy lọc không khí kết hợp với máy tạo ẩm. Thì ở đây thì chúng ta hãy cùng đến với sản phẩm máy tạo ẩm nhé. Thì ở đây em còn đang có 3 model, đó chính là model thứ nhất là model U350, model thứ hai là U200 và model thứ ba là U50. Thì cái sản phẩm mà model U50 là một cái sản phẩm rất là nhỏ gọn và tiện dụng này, anh chị có thể mang đi bất cứ đâu mà mình muốn nhé. Và dòng sản phẩm thứ hai đó chính là dòng sản phẩm máy lọc không khí, thì bên em đã có 5 model, đó chính là dòng máy nhất là P340, thứ hai là P400, P500, P700 và P50. Thì cái sản phẩm P50 này của bên em thì rất là nhỏ gọn và tiện lợi, anh chị có thể đem theo trên ô tô hoặc là mang tới bất cứ nơi đâu mà mình muốn nhá. Cái dòng sản phẩm của bên em thì lại phù hợp đối với cả tất cả những cái diện tích khác nhau, từ diện tích nhỏ cho tới diện tích 200m2, và với thiết kế là vô cùng là sang trọng và hiện đại, thì phù hợp với mọi không gian sống của anh chị ạ. Và cái dòng sản phẩm thứ ba của bên em đó chính là máy lọc không khí kết hợp với cả máy làm ẩm, thì như anh chị có thể thấy ở đây đó chính là model H680 và model H300 ạ. Thì có rất là nhiều anh chị bên em là yêu thích cái dòng sản phẩm này bởi cái sự tiện lợi mà em nó đem lại, thì có thể là mình kết hợp hai tính năng trong cùng một sản phẩm luôn, và rất là phù hợp đối với những anh chị nào mà mình thích cái sự kết hợp và không muốn quá là nhiều những cái máy móc thiết bị trong căn phòng của mình, thì cũng rất là phù hợp khi mà mình lựa chọn hai model này ạ. Và đó là những sản phẩm đang rất là được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam của Boneco. Và bây giờ nếu như mà anh chị đang có bất cứ những các cái thắc mắc nào hoặc là đang muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm thì có thể truy cập trang web boneco.vn hoặc là inbox của trong fanpage, hoặc là đơn giản là các anh chị có thể là theo dõi những video tiếp theo của Boneco. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau nhé.